Công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo đã có những bước phát triển thần kỳ trong năm 2023 và sẽ tiếp tục bùng nổ ứng dụng trong năm 2024. Điều này sẽ kéo theo những công cụ phục vụ mục đích xấu như lừa đảo, tấn công mạng. AI tạo sinh như ChatGPT và Deepfake sẽ được sử dụng để tự soạn các kịch bản lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Mã độc và các công cụ khai thác lỗ hổng sẽ được trang bị thêm trí tuệ nhân tạo để tăng khả năng khai thác lỗ hổng cũng như giúp qua mặt các giải pháp an ninh mạng. AI đang trở thành vũ khí tấn công an ninh mạng năm 2024. Đây cũng chính là nội dung chính trong chương trình hôm nay. Và trước tiên, mời quý vị đến với phần điểm tin chính tuần qua. Với sự hỗ trợ kịp thời và tích cực của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng và hoạt động quản lý vận hành của Bưu điện Việt Nam đã được phục hồi. Mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ đã cơ bản hoạt động bình thường và chưa ghi nhận bất cứ dấu hiệu thiệt hại về tài chính nào. Song song với việc vận hành hệ thống trở lại, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục điều phối lực lượng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm mạng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu chữ ký của lãnh đạo và website của đơn vị này. Trong đó các trường hợp thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền, bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua trang website giả mạo của Bộ Tài chính. Do đó, Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức và bộ để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các hành vi giả mạo này. Trong tháng vừa qua, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC đã ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan tổ chức. Theo đơn vị này, các đối tượng sử dụng website giả mạo để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu của chính cơ quan tổ chức bị giả mạo. Trong đó rất nhiều địa chỉ giả mạo website của các sàn thương mại điện tử như eBay, Lazada. Cùng với đó, NCSC cũng đã phát hiện 71 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo các đơn vị tổ chức doanh nghiệp cần chủ động rà quét, phát hiện sớm các website lừa đảo giả mạo, cảnh báo sớm đến người dùng của mình nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng, bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức. AI đề cập đến khoa học mô phỏng trí thông minh của nhân loại trong máy móc với mục tiêu cho phép suy nghĩ và bắt chước các hành động của con người. AI đang thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây chỉ con người mới có thể xử lý được, thậm chí vượt qua con người trong một số lĩnh vực. Khi chúng ta ngày càng hướng tới một thế giới kỹ thuật số, nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng do AI cung cấp cũng tăng lên đáng kể. Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2023, con số thiệt hại do các cuộc tấn công mạng lên tới 8.000 đến 10.000 tỷ đồng. Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2023, thế giới ước tính thiệt hại tới 8.000 tỷ đô la Mỹ bởi các cuộc tấn công mạng, tương đương gần 21 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 9.500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Năm 2025, dự báo thế giới sẽ hứng chịu tới 3.000 cuộc tấn công mạng trên dây, 12 mã độc trên dây và 70 lỗ hổng, điểm yếu mới sẽ được phát hiện mỗi ngày. Đây là những con số biết nói, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của công nghệ AI. Bên cạnh lợi ích mang lại, công nghệ AI đang bị tội phạm mạng sử dụng để dễ dàng chế tạo ra các phần mềm độc hại mới, tạo ra các cuộc tấn công lừa đảo mới, tinh vi với nhiều kịch bản tấn công đa dạng, hay sử dụng công nghệ Deepfake để thực hiện các chiến dịch tấn công lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng. Can thiệp sâu vào trong các hệ thống thì nó sẽ phân tích hệ thống và các hành vi con người để từ đó thì có thể vượt qua được các hệ thống bảo vệ của các cái tổ chức. Hay là cái AI hiện nay thì cũng đang sử dụng trong cái việc làm thu thập dữ liệu, một dữ liệu lớn thì sau đó sẽ phân tích các hành vi và thói quen của người dùng thì từ đó nó có thể là tạo ra các cái chương trình phishing, nghĩa là gần sát nhất với cái đối tượng mà nó được nhắm đến. Thì nó có thể gây ra một cái lượng là tấn công rất là lớn, phạm vi lớn.
Khi phát động các cuộc tấn công lừa đảo có mục tiêu, hacker còn dùng AI tạo thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, song việc ứng dụng AI để tạo ra các kịch bản và tổ chức lừa đảo trên mạng xã hội rất phổ biến, khiến cho nhiều người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong xã hội. Mối đe dọa lớn nhất là các hacker sử dụng AI để tạo ra các cuộc tấn công tinh vi hơn, tạo ra các phần mềm độc hại, dò quét và phát hiện những lỗ hổng, để từ đó vượt qua các phương pháp bảo vệ và tấn công vào hệ thống thông tin. Việc tấn công sẽ diễn ra rất là nhanh, hay rất là nhanh. Và một cái điểm thứ hai nữa là diện rộng, nó giảm rộng hơn rất nhiều. Và cái đối tượng tác động của nó sẽ là cực kỳ là khổng lồ. Ví dụ là sở như là những cái chiến dịch mà lừa đảo mà liên quan đến email ấy, nó có hiện tử ấy, nó hoàn toàn có thể làm với khối lượng đâu đó hàng tỷ email cơ, chứ nó không phải chỉ một hai cái. Đối mặt với tất cả rủi ro của các phần mềm truyền thống, các lỗ hổng phần mềm, các cái việc leo thang đặc quyền, các cái việc phân cấp quyền, thì đầy đủ các cái lỗ hổng, các cái nguy cơ của phần mềm truyền thống thì đều hội tụ trên phần mềm các cái AI cả. Các cái cuộc tấn công bằng AI nó rất là tinh vi và chúng ta rất là khó để phân biệt đó là một cái hành vi thông thường của con người hay là một cái máy nó đang thực hiện, dẫn đến là chúng ta rất là khó để ngăn chặn. Hacker có thể lợi dụng AI để tạo ra nhiều ứng dụng có hình ảnh, tên giả mạo các ứng dụng, trang web của cơ quan chức năng để người dân tải về, cài đặt và cung cấp các thông tin cá nhân nhằm lừa đảo. AI cũng có thể sử dụng để tự động hóa các cuộc tấn công mạng, giúp chúng trở nên nhanh chóng và hiệu quả, gây thiệt hại nặng hơn. Một điều nguy hiểm nữa, đó là AI sẽ tự phát triển các phần mềm, mã độc lai tạo giữa nhiều dòng mã độc, có cơ chế né tránh bảo mật tinh vi hơn, tự động thay đổi các mã nguồn linh hoạt. Nhằm bảo đảm an toàn an ninh mạng trước sự phát triển của AI, các chuyên gia bảo mật tại Việt Nam cho biết cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về AI, trong đó an toàn thông tin là yêu cầu bắt buộc, không phải là yếu tố để lựa chọn. 100% bộ ngành địa phương cần tổ chức kiểm tra, đánh giá, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin. Ưu tiên tập trung kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân. Ưu tiên kiểm tra, đánh giá đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đang được giao quản lý, vận hành nhiều hệ thống thông tin hoặc hệ thống thông tin quan trọng dùng chung. Đối với các cái đơn vị phát triển phần mềm AI thì theo tôi cần phải tuân thủ các cái thiết kế an toàn cũng như là lập trình an toàn cho phần mềm của mình. Bên cạnh đấy thì các đơn vị này cũng cần phải có tư vấn và tham khảo độc lập từ các cái chuyên gia, các đơn vị bên thứ ba để đánh giá độc lập thường xuyên. Chúng ta gọi là kiểm thử an ninh cho các hệ thống này để đảm bảo hệ thống cực kỳ an toàn trước khi đến tay người dùng. Cũng như là triển khai các cái cơ chế khác, các cái giải pháp phòng vệ để xác định các rủi ro, các giải pháp giám sát an ninh. Kẻ địch dùng cái công nghệ nào thì chúng ta cũng sẽ dùng chính cái công nghệ đấy để chống lại kẻ địch. Chẳng qua là cái AI của chúng ta sẽ phải thông minh hơn chúng thôi. Thì cũng có thể nhận diện được các hành vi, các hành động của cuộc tấn công đấy và đưa ra các hành động tương ứng. Thì thứ nhất là mình cũng sẽ phải đẩy mạnh cái việc ứng dụng AI vào trong các cái hệ thống an ninh. Làm sao để có thể là phân tích được những hành vi của các cái virus hay là các cái chương trình phishing sinh để từ đấy thì có thể đối phó được các cuộc tấn công đấy. Mặt khác, chúng ta nên tăng cường theo dõi, giám sát quá trình kết nối, chia sẻ thông tin với các đơn vị để sớm phát hiện hành vi bất thường, vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình khai thác thông tin, xử lý thông tin. Việt Nam đã có nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng việc áp dụng thực tế chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Do đó, cần có luật dữ liệu hoặc luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, nên quy định rõ ràng hơn về các hành vi phạm tội bằng AI, có quy chuẩn cụ thể về nền tảng kết nối, chia sẻ, trao đổi liên quan đến AI. Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về AI để đón đầu xu thế, ban hành văn bản quy định về đạo đức trong quá trình phát triển, sản xuất, ứng dụng AI. An ninh mạng được coi là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, với cả các tổ chức và tội phạm mạng triển khai AI theo cách riêng của chúng. Khi AI làm tăng rủi ro và hiệu quả của các cuộc tấn công mạng, các tổ chức cũng phải tăng cường nỗ lực. Kết quả trong tương lai của các cuộc tấn công như vậy sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc ai nắm bắt tốt hơn các công nghệ AI. Đến đây, thời lượng chương trình của chúng tôi cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.